Thì cũng bằng chứng thì thực tiễn thì anh chị nhìn thấy là rất nhiều người sai lầm khi mà họ họ cứ chạy theo những cái thỏa mãn về 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 về, về mặt tinh thần như thế. Ví dụ là các anh chị nhìn thấy là có rất nhiều sao Việt rơi vào cảnh nghèo nàn túng thiếu đúng không nào? Họ rất nhiều người trong số họ đã từng đạt đến tự do về mặt tài chính nhưng mà đến đấy rồi họ lại tiếp tục, nó lại tiếp tục làm những việc khác. Những người mà đạt thành công trong cái chuyện lĩnh vực ca hát âm nhạc lại có tiếp tục mở rộng sang kinh doanh rồi thêm những ngành nghề khác nữa mà họ không giỏi và cuối cùng họ lại trượt dài. Rồi có những triệu phú đốt tiền đến phá sản như là Michael Tyson. Những cái ví dụ này anh chị nào mà học những cái lớp tài chính cá nhân của tôi thì được chứng kiến nhiều rồi. Thì Michael Tyson mình nghĩ là ông ấy có cả 100 triệu đô, thì 100 triệu đô mà ông ấy biết mà trang trải cuộc sống thì chắc là không đến nỗi khổ. Thế nhưng mà ông ấy chạy chạy theo cái gọi là được thực hiện những cái việc mà mình mong muốn. Ông đốt hết tiền, đốt hết 150 triệu bảng và tuyên bố phá sản vào năm 2008. Cái gì ông Michael Tyson tuyên bố phá sản. Rồi Michael Jackson cũng thế, một người kiếm rất nhiều tiền và ông ấy ra đi để lại một cái món nợ khoảng độ 200 triệu đô la. Ông ấy sau khi mà ông rời khỏi cuộc đời này thì cuối cùng ông cũng không đạt được cái tự do về mặt tài chính. Michael Tyson cũng không đạt được tự do tài chính. Showbiz của chúng ta cũng rất nhiều người có rất nhiều tiền nhưng cũng không đạt được tự do về mặt tài chính. Rồi Ronaldinho, các anh chị đàn ông con trai chúng ta đều biết cái anh chàng này đá bóng rất giỏi, kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà cách đây một năm thì ông ấy phá sản và ông chỉ còn có 5 bảng trong tài khoản. Và nếu cũng chỉ vì cái chuyện mà theo đuổi những cái tham vọng đam mê của mình và ông ấy trượt dài, và đợt vừa rồi thì ông lại còn dính dáng thêm một cảnh tù tội nữa, dùng hộ chiếu giả các anh chị. Cho nên là cái cứ cứ chạy theo cái chuyện là có nhiều tiền để thỏa mãn tất cả cái đam mê, cứ làm những cái gì mình muốn ấy. Ừ, thì nó bị như thế. Trong cái khóa học về tài chính của mình khi mà mình cũng đặt câu hỏi là này các anh chị, thế nào là tự do tài chính? Thì một số người bảo đơn giản với thầy ạ, là tự do tài chính đấy là em có đủ tiền để làm tất cả những cái gì em muốn. Và các bạn tưởng tượng xem loài người nó sẽ đi đến đâu nếu mà có một vài người nào đấy, chỉ cần một vài người thôi, có khả năng làm tất cả những điều gì họ muốn, đúng không? Thì thế giới này sẽ đảo lộn. Và các bạn biết đấy, ngay cả Warren Buffett, ngay cả Bill Gates, những cái người giàu nhất trên thế giới này họ cũng chưa có đủ tiền để làm bất cứ cái gì họ muốn. Cho nên là các anh chị đừng đặt mục tiêu cho mình là có đủ tiền để làm bất cứ cái gì mình muốn, bởi vì khi mình đạt đến trạng thái đấy thì mình ghê gớm lắm các anh chị ạ, mình ghê gớm lắm. Rồi, thế như vậy các anh chị nhìn thấy được là cái chuyện tự do tài chính ấy, nó không đơn giản chỉ là cái chuyện chúng ta tự do chi tiêu theo ý muốn, tự do thỏa mãn được làm những cái chúng ta muốn nếu có tiền bạc. Thì như vậy là bởi vì có những người khi mà đạt đến chuyện là tự do chi tiêu theo ý muốn rồi cuối cùng họ cũng có tự do tài chính đâu. Đấy, những cái gương mà mình vừa liệt kê cho các anh chị đấy. Thì cho nên là vươn đến tự do tài chính đó không phải là mục tiêu. Tình cờ khi mà làm cái bài này mình đọc ở trên Cà Phê F anh chị ạ, tự do tài chính tôi đã từng nghỉ từng từ nghỉ hưu sớm ở tuổi 34. Nhưng mà nhờ vì cái đại dịch Covid cho nên là mất đến hơn 12 tỷ đồng. Và bây giờ phải thay đổi lại, phải thay đổi lại toàn bộ cái cấu trúc. Tức là cũng đạt đến cái mức có cái khoản thu nhập rất lớn, trang trải được cuộc sống. Xong sau đó nghĩ là mình đã tự do về tài chính rồi. Sau đó các anh chị dừng cuộc chơi và chuyển hướng sang một cái chuyển hướng trạng thái cái sống đời sống của mình sang một cái trạng thái khác. Và sau một biến cố thay đổi một cái thì mọi thứ lại sụp đổ lại quay lại. Rồi các anh chị nhìn thấy rằng là tôi có những cái bài báo cũng này cũng cũng trên VN, cũng trên Cà Phê F, tức là 70% số người mà trúng số thì lại quay về tay trắng sau 7 năm. Cho nên là ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái chuyện tự do tài chính ấy, nó cũng không đơn giản là chỉ tập trung vào vấn đề thu nhập, thậm chí kể cả thu nhập thụ động, thậm chí kể cả thu nhập thụ động. Thì như vậy là tài chính mà định nghĩa theo cái ý nghĩa về mặt học thuật như vừa nãy các anh chị nhìn thấy ấy, là có đủ tiền bạc để được làm, được sống, được được chi tiêu theo cái cách mà mình mong muốn. Thì đó không phải là cái tự do tài chính để thực tiễn để các anh chị có thể vươn tới để mà làm được. Nó có thể hay về mặt lý thuyết, nó giống như là lãi suất kép ấy, đúng không? Nghe về mặt lý thuyết thì rất là hay. Nhưng bây giờ chúng ta cần một cái gì đó nó thực tế hơn để chúng ta có thể làm, chúng ta có thể thực hiện theo và chúng ta đạt đến được. Thì lát nữa chúng ta sẽ trao đổi trong phần sau.